Mừng vui chương lích lên kỳ đôn sinh nhật 11 tuổi, một hành trình đầy tự hào, cùng nhau vun đắp ước mơ chinh phục tiếng Anh cho người Việt. Cách đây 11 năm, Trung tâm World Chinglish Lê Quý Đôn chính thức khai trương tại số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, mang đến một không gian học tiếng Anh hoàn toàn độc đáo và hiện đại ngay tại trung tâm thành phố. 11 năm trôi qua, vẫn địa chỉ ấy, vẫn tên gọi ấy, nhưng World Chinglish đã có nhiều đổi thay. Không gian sang trọng hơn, môi trường đầy cảm hứng, dịch vụ và chất lượng đào tạo được nâng cấp mỗi ngày. Và thành quả tuyệt vời là hàng ngàn học viên đã vượt qua những trở ngại, tin vào chính mình và chinh phục tiếng Anh thành công, bước sang năm thứ 12. Với cam kết không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, World Chinglish Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, tin cậy, giúp ngày càng nhiều người Việt tự tin giao tiếp tiếng Anh, chinh phục những mục tiêu và thành công hơn, nhằm gửi lời tri ân đến tất cả học viên đã yêu thương, tin tưởng và đồng hành. World Chinglish gửi tặng đến tất cả các bạn ưu đãi học phí lên đến 25% cùng những phần quà giá trị. Thân mời bạn đến dự tiệc sinh nhật trung tâm Lê Quý Đôn vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại địa chỉ 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Hãy cùng World Chinglish Lê Quý Đôn viết tiếp hành trình 12 năm rực rỡ với những thành công mới.